Chào mọi người, mình là Trung, mình kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người xem và lựa chọn. Đây, đầu tiên mình có một cây cần 3 khúc. Đây, cần này thì khá bị xước sát phần sơn rồi nha. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ quay từng khúc một cho mọi người coi. Đây, trước tiên mình đọc cái thông số của cần này. Cần này dài 28 này, thu vào 97 cm, đột là 3,6. Đột của nó hả? Ủa? Đột của cái này để mình thử mình đo lại cái đột. Đọt 2,5 ly nha mọi người, đọt 2,5 ly. Đọt 2,5 ly. Đọt 2,5 ly. Cân nặng là 440 gram. Nặng 440 gram nha. Bát Fuji FX8 này. Đấy. Cần này là cần Shimano nha mọi người. Shimano. Đó, bị tróc sơn rồi. Thế còn cần này là cần Shimano nhé. Đấy. Ok. Qua luôn có fan cho mọi người xem luôn. Thứ hai. Cái này dính keo cũng bị dính nha mọi người. Đấy. Ta quấn băng keo hay sao mà giờ nó dính đó. Rồi này. Cái khoang này người ta cũng cột lại rồi này. Hình như bị bung, nó bị bung cái nhựa chỗ này, bung chỉ bung nhựa chỗ này nên thành ra người ta cột lại rồi nha mọi người. Đấy cái khoang. Mình cố gắng quay cận cảnh đây, người ta cứ ưng quấn keo do cái cần nó bị trầy xước á, người ta quấn keo lại cho nó đẹp chứ không phải nó bị nứt vỡ gì đâu nha mọi người, cam đoan là không nứt vỡ gì trong này nhé. Cho nó bị trầy xước tháo keo luôn, khúc dưới trầy xước người ta quấn keo cái. À, trên này người ta quấn luôn cho đẹp. Bị xước sát rồi, thành ra người ta quấn keo luôn cho đẹp đó. Khoan này bị đứt chỗ này này, kim loại chỗ này bị đứt một tí rồi này, thấy không? Đứt một tí chỗ này này, về mọi người dán keo vào đây nhé. Cái khoan này thì chắc là bị đứt cái chỉ rồi chỗ này, nhựa rồi chỗ này người ta quấn keo rồi đấy, mọi người về tháo ra quấn nhựa lại nhé, tháo ra quấn nhựa lại, đấy, có cái khoan này. Ok. À, ok. Đây cần phíp nha mọi người.
ngoại hình của nó thì mình quay sát cho mọi người rồi. Đây là cây số 1. Số 1. Số 1 250.000 nha mọi người. Số 2 là cây cần tay này. Đấy. Cần tay. Này, đọc nó đây. Con này cần phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần ấy chắc cũng khoảng được 80% ấy. Đọc nó này. Một lóng, hai lóng, 3 4, không có thay máy lóng rồi mọi người ơi. Cái này nó có thay máy lóng rồi. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 lóng tất cả nha mọi người. Cái cần này bị chế lóng rồi nha mọi người. Nhắc lại cho mọi người là cái cần này bị chế lóng chỗ này rồi nè. Chế lóng chỗ này rồi. Đấy, về mọi người tự xem và xử lý nhé. Chế vẫn xài được bình thường nhưng mà mọi người về ưng sửa lại cho nó đẹp hơn nữa thì sửa nhé. Số 2. Số 2. Cái cần này bán 90.000. Số 2 90.000 nha mọi người. Số 3 tiếp tục là một cây cần tay, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75%. Đọt của nó đây. Một lóng, 2 3 4 5 6 7, 7 lóng tất cả. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 88cm, độc là 0.9 ly, cân nặng là 280g. Cái này cây số 3. Số 3 nè. 130.000. Số 3 130.000. À, lúc nãy cái cây số 2 này mọi người nè. Cây số 2 này mình quay nói cây này dài 4.6, thu về 46 cm nha mọi người. Dài 4.6, thu về 46 cm, độc là 0.6 ly, cân nặng là 240g nhé. Số 3 là một cây cần Suzumi. Chất liệu là phíp. Đây, cần này thì có bát Fuji F7 đây, nhưng mà phía đây là mình thấy cái dàn khoan là tháo hết trơn dàn khoan rồi nha mọi người. Dàn khoan tháo hết rồi, ngọn thì còn chừng này đây, ngọn còn chừng này, nó bị gãy đoạn ngọn rồi nha mọi người. Đấy, giờ còn đoạn này cứng. Đấy, 1 2 3 4 4 lóng tất cả, 4 lóng, mắc cái khoan của đầu bu rồi. Đấy. Cần này dài 3m3, thu vào 92cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 200g. Cây này cái số 4. Số 4 90.000. Số 4 90.000 nha mọi người. Số 5 là cái cần này, cần máy, chất liệu là phíp nha mọi người, bát Fuji FS6 này. Và hình của cái cần được khoảng 70% này. À, bị mắc cái đọt hay sao, bị gãy cái đọt và người ta thay bằng cái đọt cần tay được, không biết được. Mọi người về tự gắn đầu bu, gắn khuyên thay mình nhé. 1 2
3 4 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Nó coi cái dàn khoan của nó này. Còn được hai cái này, còn hai cái này mắc đá rồi. Hai này mắc đá rồi nha. Đấy, còn được hai này. Khoan Fuji đồng hoàng nha mọi người. Thằng này dài 2m4, thu vào 68cm, đọt 1 ly, cân nặng là 110g. Cái này cây số 1, 2, 3, 4. Cái này là số 5 nha mọi người, số 5. Số 5 90. Số 5 90 nha mọi người. Số 6 là một cây cận Olympic. Này. Càng Olympic nè. Càng Olympic nè. Đấy. Chất liệu là phíp, ngoại hình của càng là khoảng 80%. Này, khoan này, dàn khoan thì hư hết rồi. Còn được cái này. Còn được cái khoan cái với lại cái đầu bu hơi Fuji chúng ta. Đấy. Nhìn đầu bu liền nó giống đầu bu Fuji ta. Giờ cái chữ chỗ nó đây bị mờ rồi nên không rõ. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Đây. Cái cần này dài 200. Dài 2m7, thu vào 98cm, đọt 2,5 ly, cân nặng là 200g. Mạch của nó càng ngơ rồi đây. Đấy. Còn lại là số số 6. Số 6 100.000. Số 6 100.000 nha mọi người. Số 7 là cái cần này, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90% trở lên. Dàn khoan này đấy. Rỉ nhưng mà còn đá ở trong này nha mọi người. Về đánh cái này đi, đánh rỉ là sáng là sơn lại đấy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóng. Bát vặn đây. Cái cần này dài 2m7, thu vào 74cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng là 160g. Này số 7. Số 7 bán 130.000. Số 7 130.000 nha mọi người. Số 8 là một cái cần là đây. Cần này cái cần Ikeda mọi người. Đây. Ikeda. Chất liệu là phíp nha mọi người.
ngọt của nó đây, mảnh dẻ thế này đây. Cái đa hay lắm nha mọi người. Phan thì mình thấy còn ok, phan còn ok nha mọi người. Đấy, phan trong đi nó hơi hăng hăng tí nhưng mọi người đánh là ok nhé. Hai cái phan này đánh đây, hơi hăng hăng tí nhưng mọi người về đánh chà xí là nó trơn thôi nha mọi người. Sụn nở là cứng quá nhìn nhát chưa hết. Cần là dài 1m9, thu vào 1m1, đọt 0,6 ly, cân nặng là 120 g. Cái này cây số 8. 190.000. Số 8 190.000. Chính là một cây cần tay Olympic, cần tay Olympic chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng cỡ 80-85%. Đây đọt của nó đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng tất cả. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào là 1m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 9. một trăm mười nghìn. Là một cây cần tay mắc tem là không biết hiệu gì mọi người, chất liệu là phíp, chất liệu là phíp. Đây ngoại hình của cây cần là khoảng 75%. Đây đọt của nó đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 lóng tất cả nha mọi người. Đây cái chỗ này nó bị kê cái màu cũng mẻ tí thôi nha, không xuyên dây gì đâu nha mọi người. Còn mọi người muốn về ân chặt thì mọi người quấn cho dù lại. Cái gần này dài 4,3 m, thu vào 55 cm, đọc là 0,7 ly, cân nặng là 160 g. Cái này cây số 10, 130.000. Đây, số 11 là cái cần này, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75%. Đấy, khoan thì khoan kim loại thế này đây, về đánh trà ra là nó sáng nhá. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát ngựa cần là dài 2,4 m, thu vào 87 cm, đọt là 2,7 ly, cân nặng 160 g nhé. Đây này cây số 11, 140.000, 140.000. Thứ hai là một cây cần mini này, chất liệu là phíp nha mọi người. Đây cần này cần Ryobi nhé. Ngoại hình của cái cần này khoảng
80-85%. Rồi. 3 4 5 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đọc sao cái đọc này hình như bị cũng người ta thay cái đọc này rồi hay sao? Cũng là lạ nhé. Biết có thay không? Đấy. Cái cần này dài 1m8 này, thu vào là 47cm, đọc là 1,8 ly, cân nặng 160g. Cái này cái số 12, 160. Số 13 là cái cần này, cần 2 khúc nhé. Chất liệu là phíp. Này, đọt của nó đây, mấy cái phang của nó thì này, đầu bu thì hư rồi, đầu bu thì mắc đá rồi nha mọi người, vỡ mắc đá rồi. Hai cái phang này mình thấy còn ok đấy, và phang cái thì bể rồi đấy, hư hai cái phang thế thôi. Cần thì còn khá là mới, khoảng 85%. Cần là dài 1m6 này, thu vào 84cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 160g. Cần này số 13, 130. Số 14 là cái cần này, Bát Fuji. Chất liệu là phíp nha mọi người. Cái này thì này phíp. Phíp hay là nhựa đặc ta? Phíp nha mọi người, cần phíp. Đấy. Phang thì mình coi như hư hết rồi, dòng phang coi như hư hết rồi. Giờ chỉ coi như đây là bộ phôi cần thôi. Phôi cần bát thôi, còn lại về thay phang hết nhá. Cái cần này dài 1m67. Đấy. Thu vào là 84cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng 220g. Cái này số 14, 14, 101, 14, 101 rồi. Đây là cây cần hai khúc này, chất liệu là nhựa đặc nha mọi người. Đây, nhựa đặc, cần đặc nha mọi người. Đấy, ngoại hình của nó đây, phang thì phang kiểu này. Đấy, phang sợi kim loại nha mọi người. Đây, bát nhựa vặn. Ok, cần là dài 1m6, thu vào là 84cm mọi người, 84 thu vào 84cm. Đấy, dài 1m6, thu vào 84cm, đọt là 2 ly, cân nặng là 140g nhé, cân nặng 140g. Cái này cây số 15, 130. Số 16 tiếp tục cây cần tương tự như cây cần lúc nãy. Đây, nó cũng bằng nhựa đặc luôn, khoang của nó đây. Đấy, khoang của nó cũng bằng sợi kim loại nha mọi người. Đấy, y kiểu dáng y chang. Đấy, bát nhựa vặn nhé.
Cần này dài một mấy 60, một mấy 6 nha mọi người. Cần này dài một mấy 6, thu vào 84 cm, đọt là 2,1 ly. Cân nặng là 140 g, 140 g chắc là do có cái dài này. Cái này cây số 16. Một trăm hai mươi nghìn nha mọi người. Mười bảy là một cây cần hai khúc, chất liệu là phíp nha mọi người. Hai ngoại hình của nó đầu bu khoan sợi kim loại này đấy. Cần này thì còn khá là đẹp, hết nhựa vặn đây. Ok, cái cần này dài 1m6, thu vào 84 cm, đọt 2 ly, cân nặng 140 g. Cái này cây số 17, 130 nghìn, 17, 130 nghìn nha mọi người. Cái cục pin nó sạc đầy chưa? Báo đài là hồi nãy mới thấy vô được bao nhiêu? Chắc 1.000 máy. Đây, tiếp theo cây hai đoạn này. Đấy. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu là phíp. Đấy. Cần này cũng phan bằng sợi kim loại nhưng mà có vẻ cũ cũ hơn tí này. Cần này nếu mọi người ưng ý, mọi người không ưng cái phan này thì mọi người thay phan rẻ thôi nha mọi người. Đấy, phan thì còn ok, bát thì bát vặn này, bát vặn kim loại này. Đấy, cần này dài 1m6, thu vào là, cần này dài 1m55 thôi nha mọi người, 1m55, 1m55, thu vào 81 cm, đọt của nó là 2,4 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 18, 100 nghìn, 18, 100 nghìn nha mọi người. Số 19 tiếp tục là một cây cần hai khúc này, cũng tương tự như cây số 18 này. Phan của nó cũng phan sợi kim loại này nha mọi người. Này, đấy, vặn này. Cái cần này dài 1m6, thu vào 84 cm, đọt 2,3 ly, cân nặng 160 g. Cây này cây số 19, 19, 120 nghìn, 19, 120 nghìn nha mọi người. Số 20 là một cây cán vật, cán vật hai khúc nha mọi người. Đấy, cán vật hai khúc nha. Đấy. Cây này dài 1m7, thu vào 98 cm, cân nặng là 240 g. Số 20, 100 nghìn. À, cây này Olympic nè. Đấy. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình mới ship nha mọi người. Đấy, trước khi mọi người nhận hàng á thì mọi người vui lòng là mở ra kiểm tra cẩn thận hàng giúp mình, là xem có bị sai sót, có lỗi lầm gì so với trên video hay không, hoặc là bị gãy vỡ, nứt gãy gì trong quá trình vận chuyển hay không, thì báo cho mình giải quyết ngay lúc đó nha mọi người. Còn mọi người đừng có nhận hàng bừa xong rồi đến lúc mà mở ra nó có vấn đề gì báo mình, lúc đấy mình sẽ không giải quyết đâu nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.